Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự 15 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 31 tháng 7, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2023-2030. Dự hội nghị tại điểm cầu Lào Cai có đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành địa phương. Theo kết luận số 48 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các đơn vị hành chính cấp huyện, xã thuộc diện sắp xếp giai đoạn 2023-2025. Trong đó, đơn vị hành chính cấp huyện đồng thời có diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 200% tiêu chuẩn. Đơn vị cấp xã đồng thời có diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 300% tiêu chuẩn. Giai đoạn 2026-2030 sẽ thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã, đồng thời có hai tiêu chí về diện tích tự nhiên, quy mô dân số dưới 100% tiêu chuẩn. Các đơn vị hành chính không thuộc phạm vi quy định sáp nhập được khuyến khích sắp xếp nhằm giải quyết các vấn đề còn bất hợp lý về phân định địa giới hành chính. Đối với Lào Cai, giai đoạn 2023-2025, tỉnh có hai đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện phải sắp xếp là xã Tà Trải và thị trấn Bắc Hà thuộc huyện Bắc Hà. Giai đoạn 2026-2030 cũng sẽ có hai đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện phải sắp xếp. Riêng xã Vạn Hòa thuộc thành phố Lào Cai, mặc dù có cả hai tiêu chuẩn diện tích và quy mô dân số dưới 100% quy định, nhưng đã có quy hoạch lên phường được phê duyệt nên không thuộc diện phải sắp xếp. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 31 tháng 7, nhiều địa phương trong tỉnh có mưa lớn. Ghi nhận tại thành phố Lào Cai, mưa to khiến hệ thống thoát nước nhiều nơi quá tải, không kịp tiêu thoát, gây ngập úng cục bộ. Một số điểm bùn đất đá tràn ra lòng đường gây cản trở cho người tham gia giao thông. Các phường bị ảnh hưởng nhiều nhất là Kim Tân, Bắc Cường, Nam Cường và Bắc Lệ. Tại tuyến đường Lê Thanh, đoạn thuộc phường Bắc Cường bị ngập úng cục bộ nghiêm trọng, từng gây thiệt hại lớn về tài sản của người dân nhiều năm trước. Năm nay vẫn diễn ra tình trạng ngập úng. Sau hơn 1 giờ mưa lớn, đoạn từ số nhà 455 đến số nhà 515, nước ngập sâu từ 50 đến 80cm. Mưa lớn, lượng nước dồn về nhanh khiến cả đoạn đường ngập trong nước. Tuyến đường tạm thời bị chia cắt, một số nhà dân bị nước tràn vào nhà. Bây giờ dân coi sống chung với lũ lụt đấy này. Mang tiếng ở thành phố chứ bây giờ là sống chung lũ lụt hết. Dân cứ mỗi một trận mưa là lo ngáy ngập lụt như năm ngoái. Nhà tớ cái hàng hóa nổi phình phành thiệt hại mấy trăm triệu cái phải ít đâu. Năm ngoái còn trôi hết tủ lạnh trôi hết ở đây mà vất vả lắm, chán chứ. Bây giờ dân dân ở đây là nó chán cảnh hết rồi. Đấy thì chỉ muốn nhà nước làm sao mà có cái kế hoạch này mà làm lại cái con đường này cho nó thoát được cái cống cái rãnh này cho dân nó đỡ khổ. Người ta sống chung lũ lụt nhiều quá rồi. Ngay sau khi nhận được thông tin, Ủy ban nhân dân phường Bắc Cường đã huy động các lực lượng dân quân, công an cùng các hộ dân xung quanh nhanh chóng hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng sơ tán đồ đạc, dọn dẹp nhà cửa, thông cống thoát nước. Ngoài khu vực này, một số đoạn đường Trần Phú, Hoàng Quy, mưa lớn cũng khiến đường ngập, tuy nhiên chưa gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân. Theo thông tin từ Công ty Cổ phần Cấp nước Lào Cai, tối ngày 30 tháng 7, đơn vị này đã hoàn thành việc sửa chữa trạm bơm cấp 1 bị sét đánh cháy phải ngừng hoạt động. Như đã thông tin, sáng sớm ngày 30 tháng 7, một luồng sét đánh vào hệ thống điện làm cháy phần tủ điện, điều khiển và động lực cấp điện cho hệ thống máy bơm tại trạm bơm cấp 1 nhà máy nước Lào Cai tại phường Lào Cai, thành phố Lào Cai. Vụ việc tuy không gây thiệt hại về người nhưng đã làm cháy và hư hỏng nhiều thiết bị tại trạm bơm, phần tủ điện điều khiển và động lực cấp điện cho hệ thống máy bơm. Ngay sau khi xảy ra sự cố, Công ty Cổ phần Cấp nước Lào Cai đã huy động các kỹ sư và công nhân của nhà máy nước Lào Cai khẩn trương sửa chữa, thay thế tủ điện điều khiển và động lực cấp điện cho hệ thống máy bơm tại trạm bơm cấp 1, bảo đảm chất lượng và an toàn. Lãnh đạo Công ty Cổ phần Cấp nước Lào Cai cho biết, đến 19 giờ ngày 30 tháng 7, các hạng mục thiết bị đã được thay thế, sửa chữa xong và chạy thử. Ngay trong đêm, đơn vị cho vận hành trở lại trạm bơm để cung cấp nước thô từ suối Nậm Thi cho nhà máy nước sạch Lào Cai trên đỉnh đồi 117 tại phường Lào Cai, thành phố Lào Cai hoạt động. Trạm bơm cấp 1 của nhà máy nước Lào Cai có công suất 14.000 mét khối trên một ngày đêm, đảm bảo cung cấp nước thô cho nhà máy nước Lào Cai xử lý phục vụ gần 17.000 khách hàng ở các phường Lào Cai, Cốc Lếu, Duyên Hải và xã Vạn Hòa, thành phố Lào Cai.
Triển khai đầy đủ 15 chương trình tín dụng ưu đãi, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Simacai đang cho gần 4.800 hộ đồng bào các dân tộc thiểu số vay vốn với tổng dư nợ hơn 308 tỷ đồng, chiếm gần 97% tổng dư nợ toàn huyện. Nguồn vốn cho vay các chương trình tín dụng chính sách xã hội gắn với thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và chính sách dân tộc của nhà nước. Để đảm bảo hiệu quả nguồn vốn vay, tại 10 xã thị trấn trên địa bàn đều có sự tham gia nhận ủy thác của 4 tổ chức chính trị xã hội. Tại 62 thôn, tổ dân phố đều có các tổ tiết kiệm vay vốn do các hội đoàn thể quản lý. Việc phối hợp triển khai hiệu quả chương trình tín dụng của Ngân hàng Chính sách Xã hội đã đáp ứng nhu cầu về vốn phát triển kinh tế của các hộ nghèo, đối tượng chính sách, giúp đồng bào nâng cao thu nhập, từng bước thoát nghèo. Nhằm nâng cao giá trị kinh tế trên cùng một diện tích canh tác, huyện Bảo Yên sẽ triển khai dự án trồng cây mắc ca sen chè với quy mô 30 ha. Cụ thể, Xuân Hòa 20 ha, xã Lương Sơn 10 ha. Tham gia dự án, các hộ dân được hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc và hỗ trợ 100% cây giống, một phần phân bón và đối ứng phân bón phôi bột. Hiện tại, xã Xuân Hòa và Lương Sơn đã quy hoạch xong vùng trồng mắc ca sen chè với 58 hộ dân tham gia dự án. Dự kiến các hộ dân tiến hành trồng vào khoảng tháng 9 hoặc tháng 10 và mật độ trồng sen trên đồi chè là 120 cây trên 1 ha. Trong hai ngày 29 và 30 tháng 7 tại thị xã Sapa, Liên đoàn Cờ vua Việt Nam và Câu lạc bộ Cờ vua Phan Xipang đã tổ chức giải Cờ vua Lào Cai 2023 mở rộng tranh cúp Phan Xipang. Dự giải có 245 vận động viên đến từ 22 đơn vị câu lạc bộ, trung tâm cờ vua của 10 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc. Với hai nội dung cờ nhanh và cờ chớp, giải có các bảng đấu cá nhân, đồng đội các lứa tuổi U6, U8, U10, U12 và nội dung mở rộng. Đã có tổng cộng 1.363 ván đấu diễn ra trong 7 vòng đấu. Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao các giải nhất, nhì, ba và khuyến khích tại các hạng mục cá nhân, đồng đội. Giải Cờ vua Lào Cai 2023 mở rộng tranh cúp Phan Xipang là hoạt động trí tuệ lành mạnh và bổ ích cho thanh thiếu niên trong dịp hè, đồng thời góp phần phát triển phong trào cờ vua thanh thiếu niên tại khu vực miền Bắc nói chung và tỉnh Lào Cai nói riêng. Thưa quý vị và các bạn, số lượng hội viên chiếm hơn 80% số hộ làm nông nghiệp. Hội Nông dân huyện Văn Bàn luôn đổi mới sáng tạo trong phương thức nội dung hoạt động, phát huy tốt vai trò cầu nối tập hợp, khuyến khích hội viên hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển sản xuất. Những buổi tập huấn thực hành về khoa học kỹ thuật như thế này được Hội Nông dân huyện Văn Bàn phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện định kỳ tổ chức, qua đó cung cấp hướng dẫn những kiến thức về trồng trọt, chăn nuôi cho hội viên nông dân. Cùng với hỗ trợ nâng cao kiến thức, kỹ năng sản xuất, Hội Nông dân luôn đồng hành với hội viên nông dân về nguồn vốn đầu tư. Người nông dân ấy để có mà một nguồn vốn bắt đầu từ 20 đến 30-40 triệu ấy thì là rất là khó. Chưa nói đến làm kinh tế tổng hợp, chỉ cần hỗ trợ 20-30 triệu để mua một con trâu để lấy sức cày kéo thôi, đấy là cũng là rất khó khăn đối với nông dân. Đối với ngân hàng chính sách tạo điều kiện để cho người dân vay vốn như vậy là tôi thấy là rất là có ý nghĩa và hợp lý đối với người dân. Trợ giúp đỡ nông dân về giống, về vốn, nguồn vốn ngày nay là hội dân huyện là phối hợp rồi là giải cho nông dân vay vốn. Để thu hút hội viên tích cực tham gia các phong trào, Hội Nông dân huyện đã đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục gắn với tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao, khích lệ động viên nông dân tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất. Trong nhiệm kỳ qua thì Hội Nông dân từ cấp huyện đến cơ sở đã rất là tích cực tuyên truyền vận động hội viên của mình tham gia các cái phong trào thi đua yêu nước, rồi các cuộc vận động do các cấp, các ngành và do hội phát động, thực hiện tốt các cái nhiệm vụ chính trị của địa phương, đặc biệt là phong trào xây dựng nông thôn mới. Toàn huyện hiện có trên 2.600 hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, hội viên nông dân đã hiến trên 48.500 m2 đất, đóng góp trên 30.000 ngày công, trên 4,7 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới. Đó là những con số ấn tượng, thể hiện sự đồng thuận và quyết tâm của hội viên nông dân và cũng khẳng định thành công trong đổi mới tổ chức hoạt động của Hội Nông dân các cấp. Tiếp theo chương trình là những thông tin thời sự trong nước. Tại một số tuyến phố trên địa bàn Hà Nội có các cây đã chết khô, mục rỗng nhưng vẫn chưa được cắt tỉa, di chuyển, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân trong mùa mưa bão. Theo ghi nhận thực tế tại một số tuyến đường như phố Huế, Lò Sũ, Lò Đúc, nhiều cây cổ thụ đã chết khô, mục rỗng. Thời gian này đang bước vào mùa mưa bão, những cây đã chết khô trên các tuyến phố tiềm ẩn nguy hiểm cho người đi đường và người dân sống tại khu vực này.
Phần thân cây đã bong chóc vỏ và nứt vỡ. Nếu không kịp thời di chuyển những cây chết khô, sẽ tiềm ẩn thiệt hại về tài sản và tính mạng con người. Các đơn vị quản lý cần sớm có kế hoạch để xử lý những cây đã chết khô để đảm bảo an toàn cho người dân. Từ ngày hôm nay 31 tháng 7 đến 17 giờ ngày 6 tháng 8, thí sinh nộp lệ phí xét tuyển đại học trực tuyến theo 6 cụm tỉnh thành trên cổng tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống xét tuyển đại học năm 2023 cho phép thí sinh được lựa chọn một trong 17 kênh thanh toán cung cấp trên cổng dịch vụ công quốc gia để đóng lệ phí xét tuyển. Thí sinh có thể tự thanh toán bằng tài khoản ngân hàng, tài khoản ví điện tử của bản thân nếu có, hoặc nhờ người thân thanh toán hộ trên giao dịch thanh toán của thí sinh. Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý, thí sinh chỉ nộp lệ phí trên hệ thống xét tuyển, không thực hiện trên bất kỳ kênh thanh toán nào khác. Trường hợp phát sinh kênh thanh toán khác, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ có thông báo. Ninh Thuận là địa phương có tiềm năng về phát triển điện mặt trời. Tỉnh có cường độ bức xạ mặt trời rất lớn, thời gian chiếu sáng dài và đồng đều. Ninh Thuận cũng đang đẩy mạnh mô hình năng lượng tái tạo kết hợp với nông nghiệp mang lại hiệu quả với môi trường và kinh tế cao. Mô hình nuôi chuồn quế dưới tấm pin mặt trời đã giúp tối ưu hóa lợi nhuận trên cùng một diện tích đất. Chuồn quế có đặc tính thích hợp với những nơi ánh sáng vừa phải, độ ẩm tốt. Các hồ nuôi chuồn quế được xây dưới các tấm pin mặt trời để tận dụng diện tích và có độ sáng thích hợp, có trang bị hệ thống phun sương để tạo độ ẩm cho chuồn quế phát triển. Đây là mô hình được tỉnh Ninh Thuận kỳ vọng sẽ tạo ra luồng gió mới trong phát triển kinh tế tuần hoàn. Ở Việt Nam có một loại muối kỳ lạ được tạo ra từ kiến, mang hương vị độc đáo. Loại muối này có thời điểm giá giao bán tới 1 triệu đồng 1 kg vẫn được lùng mua. Đến Gia Lai, du khách sẽ ngạc nhiên với một loại đồ chấm tận dụng cả thân của con vật này, đó là muối kiến vàng. Muối kiến được chế biến từ xác những con kiến bống vàng thường làm tổ trên cây cao cùng một số loại gia vị khác như muối ớt, lá, then len. Muối kiến đã trở thành thức chấm đặc sản không chỉ của người Gia Lai mà còn được xuất bán khắp cả nước. Trên thị trường, muối kiến vàng có giá phổ biến trên 350.000 đồng 1 kg. Dù vậy, có thời điểm, giá thậm chí có nơi giao bán tới 1 triệu đồng 1 kg. Chính phủ Nhật Bản đang có kế hoạch mở rộng đào tạo kỹ thuật số cho sinh viên và người đang đi làm, do nguy cơ nước này sẽ phải đối mặt với tình trạng thiếu lao động trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo kể từ năm tài chính 2024. Ước tính hiện Nhật Bản có khoảng hơn 1 triệu lao động kỹ thuật số, thấp hơn nhiều so với con số 3,3 triệu người cần có vào năm tài chính 2026. Một trong những biện pháp sẽ được áp dụng là mở các khóa học về những kiến thức và kỹ năng cần thiết, công nhận các khóa học hiện có và cho phép các công ty cử những chuyên gia có nhiều kinh nghiệm thực tiễn đứng lớp trên các khóa học này. Bên cạnh đó, các bộ ngành liên quan cũng phải nỗ lực phát triển lực lượng lao động kỹ thuật số thông qua hợp tác giữa công ty và trường đại học. Cơ quan khí tượng quốc gia Hàn Quốc thông báo tiếp tục duy trì cảnh báo sóng nhiệt ở hầu hết các vùng trên cả nước trong bối cảnh số ca tử vong liên quan tới nắng nóng đang tăng mạnh ở miền Nam và các khu vực khác trong cuối tuần này. Cơ quan khí tượng quốc gia Hàn Quốc đã nâng khuyến cáo sóng nhiệt lên thành cảnh báo sóng nhiệt ở nhiều vùng, khu vực bao quanh thủ đô Seoul. Thông thường, cảnh báo sóng nhiệt chỉ được đưa ra khi có dự báo nhiệt độ lên trên mức 35 độ C trong 2 ngày liên tiếp, hoặc xuất hiện nắng nóng có thể gây thiệt hại nghiêm trọng. Theo số liệu thống kê, chỉ trong 2 ngày cuối tuần, số ca tử vong vì các nguyên nhân liên quan đến nắng nóng đã lên tới 11 người, tăng mạnh so với con số 3 ca ghi nhận trong tuần. Hy Lạp đang đối mặt với đợt nắng nóng kỷ lục, khiến hệ sinh thái ở nước này đang phải đối mặt với nguy cơ cháy rừng ngày càng lớn. Giới chuyên gia nước này đưa ra đánh giá như vậy sau khi quốc gia Nam Âu vừa trải qua 2 tuần nắng nóng kỷ lục với những trận cháy rừng dữ dội. Theo Bộ Bảo vệ Dân sự Hy Lạp, trong tháng 7 này, lực lượng cứu hỏa đã phải nỗ lực ứng phó với hơn 600 đám cháy, tương đương với 50 đến 70 đám cháy mỗi ngày. Cháy rừng đã thiêu rụi 50.000 hectare đất và khiến tháng 7 trở thành giai đoạn gây thiệt hại đất đai nghiêm trọng nhất trong 13 năm qua ở Hy Lạp. Theo nhận định của Liên hiệp Lâm nghiệp Hy Lạp, cháy rừng liên tiếp đang khiến cho hệ sinh thái nước này đối mặt với nguy hiểm khi cảnh quan thay đổi theo hướng giống với khu vực châu Phi. Các phe phái chính trị khác nhau ở Palestine đã tham dự cuộc họp hòa giải tại Ai Cập nhằm chấm dứt sự chia rẽ và đạt được thống nhất giữa các phe phái. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh xung đột Israel-Palestine không ngừng leo thang. Phát biểu tại hội nghị, Tổng thống Palestine bày tỏ kỳ vọng với kết quả của cuộc họp hòa giải lần này. Cũng tại hội nghị,
Tổng thống Palestine đã kêu gọi thành lập một ủy ban để tiếp tục đối thoại về những vấn đề còn khác biệt giữa các bên nhằm chấm dứt sự chia rẽ nội bộ và hướng tới thống nhất lập trường giữa các phe phái. Cuộc họp tại Ai Cập diễn ra trong bối cảnh xung đột Israel-Palestine không ngừng leo thang, gây nhiều thương vong cho cả hai bên, đặc biệt là phía Palestine. Thông tin quốc tế vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.